Rồi mình chào tất cả các bạn nha. Rồi chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Thì hôm nay là mình xả tàn cho mấy cây này được 10 ngày rồi nè các bạn. Đó thì hôm nay bắt đầu là mình phải kích rễ kích chồi cho nó nha các bạn nha. Thì 10 ngày nay là mình đã không tưới cho nó. Đó mình chỉ có hàng ngày á, mình chỉ có lúc mà chiều mát xuống á là mình xịt bên trên thân á, mình xịt nước thôi các bạn, xịt lên thân lên củ nó với lại xịt sơ chất chồng để cho nó mát thôi chứ mình không có tưới. Đó là hôm nay nó được 10 ngày nè các bạn. Thì hôm nay là chồi tược của nó bắt đầu nó bắn ra ngon lành rồi đây. Thì cái nào cái đó là bắt đầu là nó đang bắn tược hết rồi. Thì hôm nay mình phải vô kích rễ kích chồi cho nó nha các bạn nhé. Mình phải vô phân vô thuốc cho nó. Điều trước tiên là mình phải bón, phải tưới gốc cho nó, kích rễ cho nó trước nha các bạn. Mình kích rễ cho bộ rễ nó phát triển, nó kích thích bộ rễ, rễ nó ra nhiều thì bắt đầu nó mới quang hợp lên, là nó mới nuôi được cái bộ lá nó quang hợp xuống. Đó, hai cái nó phối hợp nhịp điệu với nhau là nó sẽ nuôi. Còn nếu mà các bạn không kích thích rễ bộ rễ cho nó mà không có xịt phân bón lá lên trên này á thì những cái chồi nhỏ này các bạn nó sẽ không ra kịp những cái chồi lớn đâu. Đó thành thử ra mình phải kích thích cho nó phát triển khỏe thì nó tược nó mới đâm ra đều nha các bạn nhé. Đó, bước đầu tiên thì thấy nó nhú tược đó, nhưng mà chưa, mình mà không có chăm cho nó thì nó ra được một tược nó lên thôi, còn cái tược sau này nó yếu là nó chịu được, nó chịu nằm im luôn. Thì hôm nay mình sẽ pha cái nó có kích thích rễ của nó thì nó cũng nhiều loại các bạn ạ. Pha Atonic cũng được, nhưng mà cái Atonic này á nó khỏe thì nó phát triển đọt lè lắm, nhưng mà nó lên cũng bọt đọt lắm các bạn. Mình cũng ít xài cái loại này, còn không thì mình kích rễ cái loại này cũng được các bạn. Đó, Atonic, nếu mà không có Atonic thì cái xài cái này, không có cái này thì xài Atonic nha các bạn nhé. Thì cái này là thành phần của nó là, để mình coi đây là các bạn của nó thì nó đã ghi các bạn coi trên đây, là các bạn pha cho nó nha các bạn nhé. Thì cái này công dụng của nó là kích thích ra rễ nè. Đó này, mình tưới gốc để tăng cường bộ rễ nha các bạn nhé. Đó là nó sẽ kích thích bộ rễ phát triển khỏe, rồi phun lên lá nè, làm cho cây đâm tược mới nè, làm lớn lá nè, chống rụng hoa, tăng độ trái. Đó thì cái này là xài rất cũng tốt lắm nha các bạn. Rồi còn liều lượng pha của nó thì nó có ghi ở đây nè các bạn. Đó, đây là nếu mà ngâm hạt giống á, mình cho gần lại. Nếu mà ngâm hạt giống á, thì mình pha 20, không phải. Đây liều lượng 20. Đây, cái ngâm hạt giống thì không nói đến. Cái tưới gốc nha các bạn nha. Tưới gốc thì pha cho, đây là mình để gần cho các bạn xem. Tưới gốc thì pha 20 gram trong 10 lít nước. Đó là tưới gốc nha các bạn. Còn mình phun lên lá thì 20 gram cho 16 lít nước. Đó. Thì nó phun lên lá thì nó nhẹ hơn nha các bạn nhé. Còn tưới gốc thì nếu mà các bạn có bình 2 lít thì các bạn pha 4 gram cho 2 lít nước các bạn. Con này 20 gram cho 10 lít nước. Thì đây mình đã pha cái này là hơn 2 gram nè các bạn, cho bình 2 lít nè. Đó, rồi còn cái này. Cái này mình pha 40 gram nè các bạn. Đó, 40 gram cái N3M. Thì đó mình pha cho một cái. Đó, 40 gram mình pha cho cái thùng 20 lít nha các bạn. Cái này để tưới gốc. Thì mình cũng ngâm nãy giờ nó cũng tan hết rồi. Đó, tưới gốc thì 40 gram cho 20 lít nước nè. Còn cái này mà phun lên lá thì đó, nó có chỉ dẫn hết trong đó đó các bạn, làm cho nó nha các bạn nhé. Thì mình tí nữa mình sẽ phun lên lá trước xong rồi mình tưới gốc luôn. Thì hai cái mình đã pha riêng biệt ra các bạn, tại vì phun lên lá thì nó nhẹ hơn. Đó thì cái cây này, cây này là cây sứ chiết nè các bạn, mà sao cái thể loại của nó to củ ghê.
nó không phát triển được. Cây này là hoa ba lớp đỏ tươi đẹp lắm mà nó lớn nữa, mà tàn tược nó phát triển yếu, nó nhỏ, củ của nó phát triển khỏe lắm. Đó bây giờ cái này nó cũng cứng chậu dưới nữa nè, này giờ cái ít bữa nữa là phải thay chậu này. Mà tược nhánh nó thì nhỏ, còn trên này là các bạn thì đó, các bạn thấy nè, khoảng mới có 9-10 ngày mà nó tược nó ra quá chừng luôn này. Thì cái nào mà nó khỏe thì nó ra trước các bạn, những cái mà nó non á, cái nhánh mà nó nhỏ thì nó sẽ đâm được ra trước. Còn cái này là bắt buộc là phải kích rễ cho nó, với lại phun lên phân bón lá cho nó để nó bung ra khỏe nè các bạn. Nếu mà không kích rễ, kích chồi cho nó là cái này nó sẽ nằm lì luôn các bạn, nó sẽ ra rất chậm luôn. Còn cái này nó phát triển khỏe, nó cứ vậy là nó ăn lên. Đó, những cái mà nó nằm sâu nè các bạn thấy không? Đó, nằm sâu nó sẽ nhỏ hơn cái nằm trên. Nằm trên này thì đó, nó đang đâm tược đâm chồi nè. Đó, chồi tược của nó giờ hôm nay được 9-10 ngày, 10 ngày rồi các bạn, 10 ngày 11 ngày gì rồi đó. Mà hôm nay là nó ra chồi ra tược hết rồi các bạn. Đó thì có một số cây, có những cái cây là mình xả sâu nó 5-7 ngày nè. Thì mình cũng xả, là có cây xả trước, có cây xả sau nha các bạn. Để cây này nó hết bông thì mình có cây khác mình chơi bông tiếp nha các bạn nhé. Đây là những cái cây xả mình đem xuống đây, sáng là nắng dữ lắm, thành thử ra mình đem xuống đây là mình chăm cho nó để nó có hoa ngày Tết. Mấy cây này thì nó cũng cần nắng dữ nha các bạn. Nếu mà thiếu nắng của nó thì cũng không có, nó cũng không phát triển được hoa đâu. Đó, mà hoa nó có ra đi nữa thì nó cũng yếu lắm. Bởi vậy nắng càng nhiều càng tốt. Rồi thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ phun xịt cho nó các bạn ạ. Và còn cái này nữa nè các bạn. Thì mình là chuyên xài cái này nè. Cái này là đặc trị nhện đỏ nè. Xài cái này rất tốt luôn. Thì trong cái thời gian đầu á, lúc mà cây nó bắn đầu, nó bắn tược ra rồi, nó bắn chồi ra, thì các bạn lúc cứ một tuần lễ là các bạn phải xịt ngừa nó một lần nha các bạn nhé. Có khi cây chưa có hoa thì các bạn cứ phải xịt ngừa nó, cứ một tuần xịt một lần để cho mấy cái con nhện đỏ bò trí nó không ngóc đầu lên được. Đến lúc cây có hoa thì nó cũng sạch sẽ cây, thì trong cái thời gian có hoa, có nó làm nụ rồi á, thì mình lúc đó mình khó xịt lắm. Mình xịt là mình chỉ xịt bên dưới thôi, đừng có xịt vô bông hoa. Xịt vô bông hoa là nó cháy bông hoa liền các bạn. Đó, cho nên là cái này á, thì lúc mà cây nó bắn tược thì các bạn cứ xịt thường cho nó nha, để cho nó sạch sẽ mấy cái con nhện đỏ. Còn khoảng cách khoảng 3 ngày hoặc 4 ngày sau thì các bạn xịt cái nấm cho nó nha các bạn. Thì mình xài cái này thì nói chung ra nấm thì có cái nào xài cái đó các bạn. Nấm thì Anchacon, rồi Didomin, rồi Dithan, Chicho Đạt Ma, rồi Cốc 85, thì có cái nào xài cũng được các bạn. Nấm thì mình cũng dễ xài. Cái này mình bón gốc luôn, mình xịt dưới gốc luôn cũng được các bạn. Mình tưới gốc đó, nó cũng diệt côn trùng ở dưới, diệt nấm bình ở dưới gốc đó các bạn. Đó, này là mình cái này nó phải cắt nhau nha các bạn nhé. Hai cái này mà xài liền cũng được đâu. Cái này thì có thể là mình xài chung với lại phân bón lá được. Với lại nấm xài chung phân bón lá được. Mà cái nấm với cái này thì dứt khoát là hai cái này là không có xài chung với nhau được. Phải cắt nhau ra nha các bạn nhé. Tại mấy cái này nó nóng lắm. Rồi hôm đáng nhé là bây giờ mình pha chung là mình xịt đó. Nhưng mà thôi cái đó, cái bò trí để ngày mai mình xịt sau các bạn. Đó, bây giờ mình xịt lên lá trước nè. Cái này khi xịt thì các bạn xịt lên gốc luôn nha, xịt lên củ, lên thân nó luôn. Đó, để nó kích thích ra chồi ra lá khỏe luôn đó các bạn. Xịt ướt đẫm luôn. Ngày hôm nay bắt đầu là mình mới tưới cho nó nè, với xịt phân bón lá cho nó này, bắt đầu là nó sẽ phát triển khỏe rồi các bạn. Thì cái bước đầu tiên nha các bạn nha. Bước đầu tiên mình sử
mình phân thuốc cho cây sứ là sau 10 ngày xả tàn nha các bạn. Thì 10 ngày vừa rồi là cũng chưa có sử xài cái gì được, chỉ có mỗi ngày chỉ có xịt tưới độ ẩm cho nó thôi. Đó, xịt cho nó ướt đẫm rồi đi. Còn những cái cây mấy cái này thì chưa được 10 ngày đâu, nhưng mà mình cũng xịt luôn. Kệ nó. Nó khô hết rồi các bạn à, mấy cái đầu này nó khô hết rồi. Mình xịt nó cũng không sao đâu. Mà cái này mình hắn khoan hắn tưới. Mấy cái mà nó chưa ra chồi ra lá thì mình khoan hắn tưới các bạn. Bây giờ thì mình xịt kích thích nó để cho nó ra chồi trên cũng được, cho nó mát cây cũng được. Còn tưới những cái cây mà nó chưa ra chồi ra lá thì khoan hắn tưới nha các bạn nhé. Rồi, một bình này xịt cho bằng này cây là được rồi. Xịt cả gốc luôn, cả củ luôn, còn để tưới gốc sau. Rồi cái này, cái tưới gốc thì nó đậm đặc hơn nha các bạn. Hôm nay là mình sẽ tắm cho nó luôn, tưới cho nó kích thích bộ rễ các bạn, để cho nó những cái u mầm á là nó ra khỏe luôn đó các bạn. Thì đó, những cái cây nào mà nó đâm tược rồi mình mới tưới nha các bạn nha. Đó, chồi lá tược nó ra rồi mình mới tưới. Ngày hôm nay là tưới cho nó đấm luôn rồi các bạn. Hôm nay mà tưới vậy là nó được cái N3M này tưới vô là nó bung lên, nó phát triển rất khỏe luôn nha các bạn nhé. Tại vì những cái cây mà trước khi mình xả tàn cho nó để mình làm hoa thì mình phải chăm sóc làm sao cho nó phát triển thật là khỏe đi. Đó, thì lúc đó mình xả tàn một cái là nó đang có cái đà khỏe, cái chến của nó mà các bạn, thành thử nó bung tược, nó phát triển lè lắm. Rồi thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn là ngày đầu tiên đó mình tưới cho nó nha các bạn nhé. Từ hôm xả giờ là 10 ngày nay rồi, bắt đầu là mình bước đầu tiên là mình tưới để mình kích thích chồi lá bí rễ cho nó, để cho nó phát triển khỏe nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình nhé. Rồi chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Rồi mình xin chào.